Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Daily Challenge ngày số 16 của tháng 9. Hôm nay chúng ta sẽ có hai bài. Phần 1, bài tập với JavaScript thì chúng ta sẽ thực hiện viết một cái function có tên là reverse string dùng để đảo ngược một cái chuỗi. Đó. Thì ví dụ như chúng ta có một chuỗi là hello như này. Thì khi mà viết ngược lại thì chúng ta chúng ta sẽ viết lại o là o l l e h nghĩa là viết ngược lại có từ hello đấy. Rồi, thì để giải quyết bài toán thì mình sẽ có một vài cách. Đó là mình sẽ sử dụng cái phương thức split này. Mình sử dụng phương thức reverse. Mình sử dụng phương thức join. Đây là những cái gợi ý. Còn bạn có thể freestyle tùy theo cái sự sáng tạo của bạn để giải quyết nha. Tiếp theo thì đó là bài tập playwright. Thì ở bài tập này thì mình sẽ hoàn thiện những cái gì mà buổi hôm trước mình chưa làm hết. Buổi hôm trước thì mình mới vào trong register page và mình điền hai thông tin này. Đó là hai thông tin required còn ở buổi này thì mình sẽ thực hiện đó là mình sẽ điền tất cả các thông tin Đấy, ví dụ mình click vào mail hoặc là female click vào những cái hobby reading Đấy, chọn những cái internet mình có thể chọn một hoặc chọn nhiều chọn country Đấy, chọn những cái trường daytime này chọn file này biography này Đấy, nói chung bạn chọn tất cả những thông tin này và sau sau khi bạn chọn xong thì bạn, uh, bạn sẽ thực hiện hoặc là đăng ký và bạn sẽ kiểm tra lại những cái thông tin ở đây là đúng hay không. Ok, thì đó là challenge của ngày 16 nha. Hẹn gặp lại bạn ở buổi tối nay, chúng ta sẽ giải quyết cái challenge này.